Đa số Việt Nam mới qua mà mình đi làm nail đó thì đa số anh chị có những cái câu chia sẻ em thấy rất là thích, đó là vừa làm nail rồi vừa ăn cơm trang bằng nước mắt. Hồi xưa tiệm nhỏ của chị á là everything by hand. Yes. Ghi tone cũng bằng tay. Bằng tay. Ghi tone cũng bằng tay. Cái gì cũng bằng tay hết. Cái kiểu old school hồi xưa. Cũng bằng tay. Vậy thì thiệt sự tiệm nhỏ mình có 7-8 thợ. Hiện tại tiệm mình bao nhiêu thợ? Hiện tại thì tiệm chạy được khoảng 35. Bây giờ giống như chung cái tiệm lớn mình đâu có thể nào mà ngồi gồng như tiệm nhỏ biểu con khách đúng không? Sau mình phải tìm một cái nào đó để cho biết là mở cửa là phải có khách. Dạ rồi. Có ít có nhiều gì cũng được phải nhưng có. Phải có. Đúng rồi. Tân Nguyễn, cho mình anh chị đã quay lại với video cùng Tân Nguyễn cũng như là công ty GDS Viettel Group. Và video ngày hôm nay hiện tại Tân đang có mặt ở bên trong tiệm Golden Nail Lounge thuộc thành phố Austin và tiểu bang Texas. Và ngồi kế bên cạnh của Tân đây là chị Kay, là owner của tiệm Golden Nail Lounge. Kay, xin chào tất cả quý vị. Và hôm nay Tân có buổi talk show với chị Kay, một cái buổi talk show hai chị em sẽ trò chuyện với nhau về những cái khía cạnh trong ngành nail mà Tân có một số câu hỏi để dành cho chị Kay ha, chị Kay. Ok. Thì chị Kê cho em hỏi là mình đã own cái tiệm này được mấy năm rồi chị? Tính tới tháng 1 năm 2023 là được 2 năm. 2 năm rồi. Và tiệm này là tiệm thứ nhất hay là tiệm thứ hai hay là tiệm thứ ba của chị? Tiệm này là Golden Nail thứ nhất. Golden Nail thứ nhất. Trước khi mở Golden là chị có own một cái tiệm nhỏ thôi. Một tiệm nhỏ. Rồi xong cái chị mở Golden thì chị bán tiệm nhỏ. Yes. Rồi bây giờ là chị có thêm Golden 2. Golden rồi có thêm một cái không phải là Golden, một cái nhỏ, một cái vừa size vừa. Dạ, nhưng mà nhưng mà cái đó chị partner. Chị partner ha. Dạ rồi. Yeah. Vậy là coi như là hiện tại là chị đang own hai tiệm, một tiệm là Golden Nail Lounge 1 và Golden Nail Lounge 2. Dạ rồi. Chị cho em hỏi là chị đã thật sự mà chị trước khi chị vào làm cái owner á thì mình có đi lên từ thợ nail mình đi lên làm chủ không chị? Yeah, tất nhiên. Chị đi học đại học. Dạ. Sự là lúc đi học đại học á là mình nghĩ đi làm nhà hàng cực quá, mình đi làm nail đi thấy đi làm nail vui hơn. Yes. Tại vì chắc mình cũng có khiếu kỹ thuật một chút. Xong rồi đi làm nail. Yeah. Xong đi làm weekend để vừa đi học vừa đi làm. Yes. Xong đi làm ra thì khi mà mình đi vô mình đi làm cái nghề của mình đi học á. Yes. Mình cảm thấy là mình vẫn có thể thấy miss nail. Uh-huh. Nên mình, tại vì chị học là business management. Yes. Nên chị cũng cảm thấy là ok thôi thử thời mở đi mở tiệm nail thử coi còn như thế nào. Yeah. Yeah. Thì có một cái câu này là đa số em cũng gặp một số anh chị chia sẻ đó, là đa số Việt Nam mới qua mà mình đi làm nail đó thì từ người thợ mình đi làm đó thì đa số anh chị có những cái câu chia sẻ em thấy rất là thích, đó là vừa làm nail rồi vừa ăn cơm trang bằng nước mắt đó. Em không biết chị Kê có gặp cái hoàn cảnh đó không? Maybe nó không có nó sẽ như vậy với những người không biết nói tiếng Anh đó. Tại vì cái như đó vậy. Là em hiểu không, nhiều khi giống như là mình Úc mà mình đó. Không nói được thì đúng là chảy nước mắt. Còn ví dụ như mình vẫn có thể nói giải thích cho khách, được, biết cho khách cái gì đúng cái gì sai, mình đang làm gì. Yeah. Thì chị nghĩ là nghề nail cũng không đến nỗi mà phải ăn trong nước mắt như vậy đó. Yeah. Ok. Yeah. Có một cái nữa là em muốn hỏi chị Kê đó là chị đã own cái tiệm này được mấy năm rồi? Chị own cái tiệm này là 2 năm. 2 năm là từ năm mấy chị hả? Từ năm, thật sự là mở ngay lúc năm Covid luôn á. Wow. 2020. Vậy nếu mà chị mở ngay năm Covid vậy cái khó khăn của chị có gặp được, phải gặp hay là như thế nào trong cái năm Covid, có nghĩa là bị đóng cửa rồi mở cửa trở lại bị đóng cửa không? Là chị? vừa đóng cửa Covid là người ta shut down. Xong rồi là trong lúc đó là mình đang build tiệm. Yes. Build tiệm thì mình cũng bị phải trì hoãn lại một thời gian vì everything shut down. Yeah. Xong rồi tới cuối năm là bắt đầu là chị mở ra. Yes. Thì thật sự cái lúc đó nó cũng hơi struggle, là tại vì á người ta bị mất việc làm nhiều quá, người ta phải cắt giảm chi phí. Uh-huh. Nên người ta không có nghĩ tới nail. Oh, nail. Yeah. Là một cái mà không phải là everybody need. Đúng rồi. Nó chỉ là một cái extra nếu mà mình có thêm tiền thôi. Đúng rồi. Nên đúng rồi. Thời gian đầu nó cũng hơi khó khăn. Khó khăn. Uh-huh. Thì sau cái Covid đó, thì từ lúc nào sau cái Covid đó là cái tiệm nail của mình đã pick up trở lại chị?
Chị nghĩ chị mở ra khoảng cỡ trong vòng 2 tới 3 tháng là chị đã thấy là bắt đầu là khách biết với mình nhiều. Yes. Rồi bắt đầu kinh tế nó cũng hồi phục lại dần dần. Thì chị thấy là từ càng ngày càng có khách. Thì chị cho em hỏi á, là sau cái lúc Covid á, chị mở tiệm này ra thì làm sao khách có thể biết đến tiệm của mình chị Khê hả? Chị rất là thích cái landing page GDS á. Vậy là chị mở vậy là chị đã... tự quảng cáo hay là chị nhờ công ty quảng cáo? Chị nhờ công ty quảng cáo. Nhờ công ty quảng cáo rồi. Là thời gian đầu thật sự á, hồi xưa tiệm nhỏ của chị á là everything by hand. Yes. Ghi thôn cũng bằng tay. Bằng tay. Ghi thôn cũng bằng tay. Cái gì cũng bằng tay hết. Cái kiểu old school hồi xưa. Cũng bằng tay. Vậy thì thiệt sự tiệm nhỏ mình có 7-8 thợ. Đúng rồi. Nhưng mình đầu tư nguyên một cái gì. Khoan khoan chỗ này, hiện tại tiệm mình bao nhiêu thợ? Hiện tại thì tiệm chạy được khoảng có 35. Và mình có đang kiếm thợ nữa không? Vẫn còn đang. Khúc này có 2 giây quảng cáo cho tiệm mình á, vẫn còn đang kiếm thợ đúng không chị? Tiệm Golden Nail vẫn còn đang kiếm thợ nha anh chị, nằm ở thành phố Austin nha anh chị, tiểu bang Texas nha. Xong rồi cái khi mà mình vô một cái tiệm lớn, yes, mình thật sự là mình rất là muốn một cái system mà để cho mình systematic. Đúng rồi, mình không biết bắt đầu từ đâu đó. Yes. Bây giờ giống như chung vô cái tiệm lớn mình đâu có thể nào mà ngồi gồng như tiệm nhỏ biêu từng con khách đúng không? Sau mình phải tìm một cái nào đó để cho biết là mở cửa là phải có khách. Dạ rồi. Có ít có nhiều gì cũng được phải nhưng có. Phải có. Đúng rồi. Vậy thì làm sao chị biết đến công ty GDS Việt Nam Group mà chị liên hệ để nhờ công ty quảng cáo cho chị? Thì chị cũng coi trên Facebook. Hay lên Facebook rồi cũng thấy giống như là cũng coi những cái quảng cáo của công ty. Yes. Thì cũng thấy là chị cũng muốn tìm hiểu thêm. Thì xong sau đó chị mới liên hệ với công ty. Thì cũng có người lại giống như lúc đó thời gian đó là chỉ everything online chứ cũng không có được gặp nhau để lại hỗ trợ trực tiếp. Nhưng mà vẫn ở trên Zoom. Lên Zoom rồi FaceTime bày cho chị hết tất cả những cái gì mà công ty offer. Yes. Thì chị cảm thấy là maybe cái đó là cái những cái mà chị đang cần trong thời gian lúc đó. Yeah. Tại vì chị nghĩ là mình cần phải quảng cáo trước khi cái tiệm mở ra. Đúng rồi. Để mở là có khách chứ đúng không rồi. Phải là mở rồi mới bắt đầu quảng cáo thì nó bị trễ. Dạ rồi. Thì chị cho em hỏi là hiện tại đó là những cái hệ thống nào mà chị đang đi với lại công ty GDS Việt Nam Group? Chị đi với lại là khách check in nè. Check in rồi nè. Tất cả là tính lương, tính turn, nói chung là the whole package. The whole package. Quảng cáo, website. Trong những cái hệ thống mà chị đi đó thì sẽ có những cái feature khác nhau. Thì cái feature nào mà chị cảm thấy chị thích nhất mà cái hệ thống bên GDS Việt Nam Group đáp ứng cho cái nhu cầu của chị thích nhất nha? Em nói là thích nhất, chị suy nghĩ thử xem cái feature nào mà chị có thấy thích nhất. Chị nghĩ những cái mà giống như ví dụ như mình có thể text message ra cho khách nè. Rồi. Là cái đó là những cái mà mình được remind được khách là what is going on trong cái tiệm của mình hiện giờ. Rồi một cái thích nữa là nó rất đơn giản để sử dụng. Rồi. Thật sự cái đó là cái mà chị cảm thấy là dễ train cho receptionist. Em hiểu không? Là cái coi như là bây giờ receptionist của chị là master hết rồi đó. Đúng rồi. Tại vì chị thật sự chị trong khi mà chị tìm hiểu về công ty của tụi em, chị vẫn tìm hiểu những công ty khác. Yes. Thì chị vẫn cảm thấy là cái màn hình của GDS dễ xài nhất. POS. Là POS. Nhìn vô một người không bày cái gì hết, người ta nhìn vô màn hình người ta vẫn mò được. Dạ chứ rồi. Không có phải là coi như là cái platform là dễ cho người sử dụng đúng không là chị? Đơn giản. Dạ rồi, ok chị. Thì nói chung là thời lượng của chương trình cũng có hạn và em cũng cảm ơn chị Chê đã dành chút ít thời gian ngày hôm nay để cho em cũng như là công ty xin vài phút để có cái sự chia sẻ của chị về cái lúc mà chị đi lên từ thợ và lên làm chủ 2 tiệm nail như thế nào và chị đang sử dụng những cái hệ thống của công ty như thế nào. Em rất là cảm ơn chị và Tân Nguyễn cũng cảm ơn anh chị cũng như là các bạn đã theo dõi buổi talk show của hai chị em ngày hôm nay. Thì nếu như mà anh chị thấy video này hay thì vui lòng cho Tân cũng như là chị Khê một like, một share đến những người mà anh chị đặc biệt là trong ngành nail để Tân có thêm nhiều động lực hơn nữa. Tân sẽ làm nhiều video ở nhiều tiệm nail khác hơn nữa để gửi đến anh chị. Còn bây giờ Tân cũng như là chị Khê xin chào anh chị và hẹn gặp lại. Làm thế nào mình phải luôn luôn supplement cái lượng khách mới luôn phải đi vô cái độ của mình. Mình phải từ bên ngoài mình quản lý, từ bên ngoài vào và từ bên trong mình cũng phải quản lý ra. Cái đầu tiên mà chị nên làm đó là đầu tư vào để tìm khách. Tại sao mình lại tốn tiền để mình
quảng cáo. Không có khách hàng mới thì không có thể nào build khách được. Thường thì người chủ họ chỉ cho khách ký trên giấy, rồi cuối ngày giấy đó người ta sẽ vứt đi. Là mình sẽ save được money và mình dùng cái tiền money đó để mình bỏ vào cái chỗ nào mà quảng cáo nó hiệu quả hơn.